Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tiếp tân Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, ngài Fido Bin Osman đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của thành phố cũng như tiềm năng và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Tổng lãnh sự giới thiệu các doanh nghiệp Malaysia có thế mạnh trong lĩnh vực du lịch đến Đà Nẵng, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác lẫn nhau, cũng như vận động các nhà đầu tư đến khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ bán dẫn. Thay mặt đoàn công tác, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngài Fido Bin Osman cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố đồng thời tin tưởng Đà Nẵng sẽ là một trong những điểm đến thú vị, hấp dẫn đối với du khách Malaysia bởi môi trường du lịch tại thành phố xanh sạch đẹp, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho khách du lịch. Theo ngài tổng lãnh sự, bên cạnh việc hợp tác về lĩnh vực dịch vụ du lịch, hai bên cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, nhất là lĩnh vực công nghệ bán dẫn vi mạch.